Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VnCraft và mình là Jenny. Thì hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi gửi từ nửa tháng trước rồi. Thì mình sẽ trả lời dưới lên nha. Còn thêm một số câu hỏi bên này nữa, bên cái phần mà nói chung bên YouTube á, nó lặn hết ở đâu đó rồi, nên tí hồi sẽ chúng ta sẽ tìm nó sau. Anh thích con gái như thế nào? Yeah, anh thích con gái như thế nào? Như nào? Vú bự. Gì bá? Anh thích con gái tóc dài em. Tóc dài được rồi. Mặt đẹp đẹp được rồi. Hơi lùng tí. Xóa đi nha. Ok, xóa đi. Khi nào làm video tiếp? Làm rồi. Cách chơi bạn bè. Chôn bạn bè à? Không biết. Nhân có lẽ không biết. Xin lỗi là không. Resort bắt của anh là gì mà đẹp vãi? Đã mở ra video chậm nha, chờ mọc râu mới thấy. Resort bắt mình là fan full. Fan full. Fan full. Fan fuck. Fan full. Fan full à? Xin lỗi. Anh sống ở đâu? Anh sống ở Bảo Lộc. Bây giờ là Thủ Đức. Anh biết làm beacon. Beacon thì lên cái Minecraft crafting đó. Crafting. Minecraft. Là beacon nó nằm ở đâu kìa? Đây nè. Đây cắt. Còn kiếm cái ngôi sao này là đánh chết con Wither. Đánh chết con Wither là kiếm được ngôi sao. Ok. Lâu quá rồi, ok, lâu quá, xin lỗi. Cái này là 13 ngày trước, cho xin đi đăng Minecraft, không hiểu sao, đeo về nhiều lần mà không chơi được. Minecraft của mình là mình mua, hay mình mua. Còn đeo crack thì không biết lắm. Khi anh đi làm lấy vợ, anh còn làm video không? Hỏi câu này. Tùy. Sợ lúc đó cái tay mình không cầm chuột mà mình cầm cái khác ấy chứ. Hiểu không? Khi nào bạn đi ị, bạn có quên đem theo giấy ị không? Ai hỏi câu này vậy? Ai hỏi câu này vậy? Chắc là bị lần rồi đúng không? Mình không xài giấy. Cho mình hỏi tập 20 nhất intro lúc 0 phút 20 giây. 20 0 phút 20 giây intro. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VnCraft và mình là Jenny. 0 phút 20 giây. Mình quay á thì lỡ không bật mic nên nó không có tiếng. Nên mình sẽ bắt đầu luôn nè. Nè, nè ba. Cái gì ba, nó nằm ở đây đây mà. Tua gì? The Fat Rat Xenocinic. Chắc đọc vậy. Chắc không biết có nhạc hay to, để nghe luôn đi. Làm video ở đâu, đâu phải cái này đâu. Anh làm cái nào có thể, anh làm cái nào mà cầm được phát sáng vậy? Cầm được phát sáng thì một là bạn cài mod. Các bạn cài mod hoặc là với bạn sao ta cài mod hoặc là với bạn tải shader về. Shader thì tí hồi mình sẽ chỉ tên gì chị em nha, tí hồi sẽ chỉ. Anh có dự định làm game khác ngoài Minecraft không? Em gửi như làm Terraria 2D cực hay luôn. Anh chưa chơi thử, giờ thấy chơi rồi nhưng mà chưa bao giờ chơi thử. Cực hay thì chưa biết nhưng mà chưa giờ chơi thử, thấy nhiều người cũng làm đó. Anh cho hỏi xây slam farm lâu nghe khó chịu vậy. cho anh hỏi xây slam farm chính từ Bình Yên sang để mất bao nhiêu lâu slam xuất hiện? Từ Bình Yên sang là sao? Ý là xây ở chế độ bình thường thì không phải, nó không tính theo thời gian mà tính theo khoảng cách của bạn thôi. Kiểu như các bạn cách theo một cái khoảng cách vừa đủ nào đó thì nó sẽ xuất hiện vậy thôi.
coi tí hồi mình sẽ search cho. Hay là search luôn giờ đi. Slam spawn. Slam spawn này. Con chuột bị xì cầu que. Ok, chắc là bật này nó bị xì. Thế rồi. Chờ tí nó phải lát. Chờ tí nha. Anh có là fan của gaming nào không? Ở Việt Nam hả? Việt Nam. Ở Việt Nam hả? Anh theo dõi Thiên từ rất là lâu rồi. Theo dõi Thiên từ hồi còn 1.000 hay 2.000 2.000 subscribe gì đó. Rồi anh cũng thường theo coi nếu mà mấy bạn nào mà fan lâu của Ý Thiên á thì cũng thấy anh trong hồi trước đó thì cũng thấy anh cho một số cái streaming của Ý Thiên. Đây. Cũng là fan chút. Còn gaming thì coi PewDiePie nhiều nè, coi đủ trò hết đâu rồi. PewDiePie nhiều nè. Rồi coi gaming Cindy nè, Cindy coi cũng hay. Rồi Musen gì đó. Rồi Israeli and Harry Jamzy Boy, nhưng mà Jamzy Boy thì hình như là hết ra rồi. Mẹ là sao? Gì vậy? Thôi thì coi. Rồi. Đến đâu rồi ta? Rồi, chỉ qua đây coi. Toby nè. Rồi cái này thì bạn bè thôi. Rồi Đức Voi. Đức Voi thì nửa làm nửa không. Ho nè. Nói chung là trong tầm đó. Né qua bên rồi. Thấy gì không? Ơ chết cha. Uầy, đừng nói là lãi hết nha. Rồi lên. Ok, làm tiếp hay ship. Cái file save hay ship anh để ở nhà rồi. Anh để ở trong cái PC nhà rồi, anh không mang theo. Nên thôi vậy. Anh có thể làm bài hướng dẫn cài resupport file sẽ đợi trên full. Ok. Sao anh không làm farm sách? Farm sách sách tại cái hồi mà anh đào cái chỗ farm slam thì đào nguyên cái đống đó có nhiều sách lắm. Nên giờ lười farm sách nữa. Tìm làng được farm sách. Ok, thì sẽ tìm làng. Có vẻ có một cái làng rất là gần chúng ta. Rồi Gemlin Shader. Bạn quay phần mềm dạy Fraps. Ok. Làm vai sẽ gọi là vai nhỉ, vai là mấy clip nhỏ mà. Hướng dẫn cài Street Shop Pack Shader cộng Fanpool. Fanpool thì sao, chúng cái này là hai cái lĩnh gọi là hai cái mảng khác nhau nha. Cái Shader và cái Fanpool Street Shop Pack là hai cái mảng khác nhau. Các bạn có thể cài mỗi Shader thôi, cài mỗi Fanpool thôi, còn hai cái này nó không liên quan với nhau, nó có thể kết hợp với nhau nhưng nó không liên quan với nhau cả. Resupport thì resupport nè, đó chúng ta có thể đeo resupport về để coi giờ đại gì đó, rồi download now, rồi xong vô trong đây gõ update phần trăm hiện lên cái này, không biết thấy không ta. Thấy đó, hiện lên cái này và Minecraft để support để hết vô. Rồi mấy bạn chỉ cần vô game, vô phần tập tin càng nguyên hoặc cài. Rồi shader mod đi. Về shader thì đây nè, cũng có hướng dẫn cài nè. Shader thì có hai cách cài, một là cài bình thường nhấn thẳng vô cài, hoặc là cài với lại Optify. Không phải Optify mà là cài với lại Ford là hỗ trợ mod á. Thì nào, các bạn có thể đọc ở đây. Khi Shader thì nó rất là cần
cần những cái dòng card mạnh của Nvidia hoặc là AMD, driver gì đó nó không bị crash ha. Được rồi. Nếu mà muốn chạy tốt được Grab thì ít nhất cái máy tính của bạn thì cần phải tầm 200 FPS, 200 tốc độ khung hình phải 200 FPS khi chơi Minecraft bình thường. Đấy, nếu bạn đọc cái đó thì bạn biết. Đây nè, chỉ sử dụng bảy bạn xài 1.1, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 thì không xài được. Còn mấy cái này mình chưa hiểu rõ lắm. Các bạn sẽ download ở đây, link nhấn vô đào lát. Cái nãy đâu là spawn hả? Cái con cái con slam nói cái câu trả lời cái bạn hồi nãy, cái con spawn nó chỉ, con slam nó chỉ spawn ở level cái độ cao từ 0 đến 39, cái y thì 0 đến 39, ở mấy cái trần những cái trần gọi là đặc biệt á, đúng không ta, cái chân mà nhất định đó, chân riêng ở bất kỳ độ sáng nào, hoặc là nó có thể xuất hiện ở đầm lầy ở độ cao từ 51 đến 69, độ ánh sáng ở nơi đó, ở cái chỗ đầm lầy đó phải dưới 8. Ok, được chưa? Được chưa? Rồi shader luôn rồi đó, vô shadermod.net.net nè. Đó, nó sẽ hướng dẫn bạn, từ tiếng Anh nó sẽ hướng dẫn download nó về rồi nè, how to install nè, đây nè, cách để cài, các bạn nhấn vào đây coi cách cài vậy thôi. Cái này là như là không có xài Ford hay sao á, nếu xài Ford thì các bạn chỉ cần việc copy này quăng vô cái thư mục mod là được rồi. Mấy cái shader là đây nè, nó có ở dưới đây nè, vô thẳng lên đó là kéo xuống dưới đây. Đây là Solid Unbelievable Shader. Đây nữa, cho có Capix Centimeter Deep. Đủ thứ trò hết, nói chung đủ thứ trò hết. Vậy thì tìm những cái shader đẹp ở đây. Được chưa? Được rồi. Chém đinh shader được không? Lên tìm mạng tìm shader là có. Mỗi ngày một video thì có thể làm, nhưng mà hơi mất thời gian rồi tùm lum la, nói chung là đủ thứ hết. Đủ thứ hết. Chó này đi. Kiếm một con chó ở đâu. chúng ta sẽ đi kiếm. Cảm ơn nha. Ở hoài cái này. Cảm ơn nha. Rồi em biết làm Naruto Minecraft là mod phải không? Cái một cái đống mod không? À, không biết. Nói chung mà chưa. Vậy hả? Chị mong làm thêm thì tất nhiên sẽ làm thêm rồi. Rồi mình nhớ có làm sao là cho cái YouTube anh đen xì vậy? Hỏi thẳng ghê ha. YouTube đen xì là bởi vì đâu rồi, mình chạy sang đây coi. YouTube bình thường là màu trắng đúng không? À, như vậy đúng không? Ok, mà đen xì bởi vì mình đeo, mình tích hợp cái hotbit vô, hotbit mình, cái này mình nhớ mình đã chỉ rồi mà ta. Đây nè, hotbit. Bạn chỉ việc nhấn vô chỗ đây, thêm vào Google. Rồi đó, rồi bật tắt. Nói chung cái này nó cho biết một số thứ nữa. Do nó còn tính toán được cái gọi là sao ta, nó cần tính toán được cái số tiền ước tính là trong một video đó kiếm được, phải lên thằng này được 1.500 luôn trong một video đó kiếm được. Đấy, nó cần tính được cái số năm á, quên lộn, cái số subscriber mỗi tháng gì tùm lum la đó. Khi nào game này có chương 2 chắc là em không biết nữa. Làm cái cột là hướng dẫn tải mấy cái mod đó hả? Ừ, mấy bạn chú ý cái shader nãy rồi, shader mod rồi. Cái shader mod hồi nãy nó có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nó không có nó chỉ kết hợp được với Ford 1.1847 1487 và chỉ kết hợp được với Optifine 1.8 U HD UD5. Khi cái AA op AF op. Các bạn nhìn vô thấy à, cái AA là
cái dòng ở trong cài đặt á, cài đặt của Optify á, là cái AA này kiểu như cái răng cưa, khử răng cưa gì tùm lum á. Cái AF là viết tắt nè, Fast Render Off luôn, Natural Tester Off. Thì các bạn nên tắt shader đi, vô cái này cài đặt lại cái này trước, trước khi shader, trước trước khi bật shader lên, không thì nó sẽ nhìn nó kỳ cục á. Rồi hướng dẫn tải, tải cái gì mod thì nhấn vô, mình có link dưới, nhấn vô tải về xong quăng thẳng vô thư mục mod. Okay. Rồi còn font đó, font cái font font g font thì nó nằm ở đây, cái này là 1.8, 1.7, 1.1, hay 1.8. cái này là cái phiên bản mới nhất, còn cái này phiên bản nên phiên bản thường thường được sử dụng. Đây các bạn sẽ nhấn show all download 1.4 gì gì nó nằm ở dưới này, nhưng mà mình xài với cái này vẫn tốt, mình xài shader với cái này vẫn tốt. Những installer đã đào về rồi xong đào về xong rồi nhấn double click vào cái Java á, double click vào cái đã đào về rồi cài đặt thôi. Cái con robot lúc đầu như nó giống phim Star Wars cái này hả? Đúng rồi, trong Star Wars Model Black. Anh là video hướng dẫn cài skin multiplayer, mình là chị L nha bạn, hoặc chị N đâu với tên mình muốn. Nên mới những người mua game rồi thì nó nằm ở đây nè. Với tên mình muốn thì với những người mua game rồi luôn, nó nằm ở đây nè, là đổi tên được luôn, các bạn để đổi tùy ý chứ không phải là nó mặc định như vậy. Thì với những người mua game rồi thì nó nằm ở đây skin, với những người account alo tôi kể đi, cái đó là bên đó đổi tên, đó là những người dành cho những người mua game rồi thôi. Còn những bạn xài crack thì các bạn chắc có lẽ là lên YouTube lên gì đó how, nếu mà tìm tìm bên tiếng Việt không có thì các bạn tìm bên tiếng Anh how to change skin in my crack đó, crack version đủ thứ trò luôn nè. Các bạn chỉ cần nhìn hình là biết rồi, không cần nghe hiểu đâu, nhìn hình nó làm là biết rồi. 9:36 9:36 mình sẽ tắt cái này đi. Cái này là rút đi. Sao nó rút ở trong cái phần vừa nãy à? Cái unbelievable shader á. Nè, Sonic Ether unbelievable shader nó nằm ở dưới nè. Đó là rút vờ một đó đủ thứ đó. Anh sửa anh chèn vào á, em có xem. Ok, cái này nếu mà các bạn muốn nhạc gì đó thì các bạn coi dưới phần description, mình cứ để hết ở dưới đó tìm. Rồi được rồi, Final Freddy anh sợ game kinh dị lắm nên, nhưng mà chắc tí nữa quay, tí nữa quay đi. 8 phút không có hình ạ. Cái đó bị cái clip này lâu rồi, bị hư rồi em. Máy pha mực quỷ thiên. Anh không biết cái máy pha mực nó có tác dụng gì. Chắc là ý thiên cần nó để nhuộm màu hay gì đó, nhưng mà hay là làm quyển sách gì đó. Nhưng mà trong thế giới của anh thì thường không có cần lắm, nhưng mà nếu thích thì có thể làm. Nên pha thuốc. Okay. Vẫn có một số bạn hỏi mấy câu hơi ngố, mình không thích truy kích. Ok, xây cái lâu đài rồi, nói gì mà to cái gì trời. Xây Steve cầm kiếm rồi, trời ơi anh đánh như phát cơ vậy đó. Cũng có lý á. Đâu rồi, chọn tướng. Rồi lời bài hát hả? Lời bài hát nó nằm ở đó làm gì nữa, mình không có chép lại, xin lỗi, mình không chép lại. Kiếm này kẻ hợp với nhạc, thấy cũng hợp á. Chắc S guy nói chắc kết hợp với Alex rồi, thằng đóng Steve chết rồi.
Ai mà biết cái clip gì đây. Đặt lại, mấy bạn muốn, một số bạn vẫn muốn đặt lại cái không không thích để shader. Không biết lắm. Ta sẽ coi cái bên cái chỗ mà đúng không? Cái clip này không đặt shader đúng không? Ok, clip này không hề đặt shader. Mình nhớ có cái pick sheet comment đó. Đó, cái hub bit này nó có một cái một không ta. Rồi sheet sao ta? Úi giời. Hay là chúng ta cứ bật ra hết rồi chúng ta tìm số 1 nó nằm ở đâu. Số 1 nó là bao nhiêu cái? À, anh không phải là không muốn end game nhưng mà anh chờ 1.9 ra để anh mới end game nha. 1.9 ra đó đi giết rồng rồi đi qua cái chỗ kia luôn, end game lượt luôn. Nên cứ từ từ hẳn end game cũng được. Chúng ta trừ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đếm lố này chưa ta? Nó chừng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 ok 24 25 25 75 trừ cho 25 bằng nhiêu? 75 trừ 25 50. Rồi. Có 50 bạn chọn số 1. Chúng ta sẽ trừ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 cái này đọc chưa chọn 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Nói chung cái này là 45 rồi á, chỉ có 45 số 2 đây thôi thì có lẽ là mình sẽ để lại shader nhưng mà mình sẽ giảm cái độ sáng nó xuống. Rồi giảm độ sáng buổi sáng xuống và tăng độ sáng buổi tối lên. Nó trên lung tung như vậy. Trời vậy sao trời. Pocket thú là element animation, nó chỉ làm tới đó thôi à. Không có. Sẽ đối trường Nam Mã. Ừ cũng có lý á. Coi cái này chả hiểu gì cả. Bui skin của bác đi cha. Hết chưa. Đổi qua cho có cái pick cho dễ nhìn. Cho cái pick nó không có chân thực lắm. Thích cái chân thực. Đàm kiến khổng lồ cắm xuống đất cũng có lý nè, cũng hay nè. In cho bựa vồn đấy. Xong đã đủ thôi. Không phải vấn đề là đủ sức hay chưa đủ sức, nhưng mà chưa tới lúc thôi, không thích thôi. Bill Steve. Chưa. Ok. Vì Final FSD mình không mua. Đơn giản vì chả có game nào mình mua. Chỉ có kia Minecraft thôi. Trên đấy cũng có nhiều hơn. Trên đấy cũng có nhiều. Trên đấy chứ cũng có nhiều mấy cái này, mấy cái gì ạ? File này. Ủa phần nào vậy? Các bạn muốn mình chơi phần nào? Nhìn phần này thì mấy phần này thấy thốn rồi. 447 mà chơi game có phần option. Sao mình vào game chơi có phần option để chỉnh full screen vậy? À quên lộn, thì đọc với đó chị. Kinh dị và lều. Chúng ta sẽ chuyển qua cái này hay không? Ủa nhìn như đồ ta. Chúng ta sẽ chuyển không coi đó trước. Chúng ta sẽ không coi cái đó trước vì chúng ta không muốn biết. Trời ơi là trời. Chúng ta sẽ coi bọn nó sẽ đánh giá cái game này sao. Và có đến 290.000 người thích. Có vẻ bọn nó rất là mong chờ Final Fantasy Five này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay Final Fantasy Final Fantasy. Quăng qua phần video đi. 400 mb mà
Em đang đau cái kia tí.